Hello everyone and welcome to Thai Ngayon Corner. I'm Gio Marcaida and I'm from the Philippines. Today, it's great to be here at Minglap Commune at Donghae District. This commune has become an advanced rural area and this year, they will be recognized as a modern rural area. And standing next to me is Mr. Tuyen, the vice chairman of this commune. So let's go discover and see what they have to offer. Xã Minh Lập nằm ở phía tây của huyện Đồng Hỷ. Từ một xã thuần nông có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, lại không phải là địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Song Minh Lập đã sớm về đích nông thôn mới từ năm 2015. Đến năm 2020, Minh Lập trở thành xã thuộc top đầu của tỉnh khi sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và trong năm 2022 này, Minh Lập phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Đồng Hỷ. Ở Minh Lập, những con đường liên xóm đã được bê tông hóa, hai bên đường là những ngôi nhà mới được xây dựng theo kiểu dáng hiện đại với mái ngói, mái tôn xanh đỏ rực rỡ, minh chứng cho sự ấm no của người dân. Trại cài Minh Lập là một trong những vùng chè ngon của Thái Nguyên, được tưới tắm bởi dòng nước sông Cầu. Chè trại cài có một hương vị rất riêng, hương nịnh và chiều lòng người. Thứ trà ngon của vùng này uống đến nước thứ 5, thứ 7 thì vẫn chưa nhạt. As I can see, there's a lot of progress and a lot of opportunity to the residents. And right now, we're here at Chai Kai Village. And this place is a famous tea plantation here at Minglap Commune. So, could you give me more information about the Chai Kai Village and other tea plantation in Minglap Commune? Với Minh Lập thì hiện nay thì riêng khu chợ vực Chai Kai này thì cơ bản thì diện tích khu vực chè khoảng trên 5 ha. Địa phương cùng với xóm và con nhân dân thì cơ bản cũng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng nhiều năm nay rồi và cũng đang tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ chè trung du sang những cây chè có hiệu quả năng suất cao hơn. Để đảm bảo cái đời sống của nhân dân và đặc biệt là vùng chè của Chạy Cài thì cơ bản thì được tỉnh, huyện, xã thì cũng chọn một mô hình để làm khu trải nghiệm ở khu vực này để khách tham quan du lịch về với Minh Lập, về với xã nông thôn mới kiểu mẫu thì cơ bản là sẽ về vùng chè để trải nghiệm vùng chè Chạy Cài. Giá chè trung bình ở Chạy Cài nói riêng và đặc biệt trên địa bàn xã Minh Lập thì người dân thì cơ bản chè hiện nay thì sẽ bán khoảng ra thị trường khoảng từ 300 đến 400 nghìn một kg. Về cây chè ở Minh Lập thì cơ bản là cây mũi nhọn phát triển đời sống nhân dân của nhân dân. Và đặc biệt thì đến năm 2022 thì cơ bản mức thu nhập trên địa bàn xã thì hiện nay đang ở mức là 59,5 triệu đồng một người trên năm. So what makes Chai Kai tea different from others? Chè Chạy Cài thì cơ bản thì cái thứ nhất là vùng đất, cái thứ hai thì yếu tố để chăm sóc cây chè từ xã địa phương thì cũng cơ bản cũng hướng dẫn cho người dân và cái cách thức chăm sóc và để cây chè mang lại hiệu quả cao nhất trong đời sống người dân xã Minh Lập. Về hương vị của chè Chạy Cài đặc biệt là cái chất đất và cái chất chè nó pha ra được nhiều nước hơn, đạo nó cái chất lượng nó sẽ cao hơn. So, what kind of tea products do you usually sell in this area? Ở Minh Lập thì cơ bản thì có mấy loại chè. Chè lai xanh này, chè ba con bảy và kim tiền. Đấy, giống chè đấy thực ra là với Minh Lập thì đang rất là thông dụng giống chè này. Và chè lai xanh ở Minh Lập thì bây giờ đang nhân rộng rất nhiều và chất chè của lai xanh rất ngon. This place is very beautiful. Do you have a plan on making it a tourism area? Với mô hình ở chè Chạy Cài của xã Minh Lập thì hiện nay thì cũng được huyện, tỉnh, huyện quan tâm và đặc biệt là xã. Với xóm thì cũng chọn mô hình khu vực Chạy Cài để làm khu trải nghiệm, tham quan trải nghiệm. Và tiếp tục tới đây thì sẽ phát triển thêm một số mô hình nữa để khách tham quan du lịch các địa phương khác, các tỉnh, bạn về với Minh Lập thì sẽ có những mô hình để trải nghiệm và tham quan những mô hình chè và một số mô hình khác ở trên địa bàn xã. T
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần. Thời điểm này, bà con trồng đào xóm Bình Minh, xã Minh Lập đang tất bật chăm sóc để cây ra hoa đúng độ. Cây đào bén rễ trên đồng đất Minh Lập từ những năm 1990. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay cây đào đã và đang được phát triển thành một trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nơi đây. So we're here at Bình Minh Village and we are surrounded by beautiful peach tree plantation. So my question is like, when did you start planting the peach tree and when did it start giving economic value for this village? Và với cây đào ở Minh Lập ấy, thì có từ khoảng tầm đến tới thời điểm này khoảng 40 năm. Thế thì diện tích của Minh Lập thì đến nay thì có khoảng tầm 9 ha đào trên địa bàn xã, đặc biệt là chỉ có hai xóm là xóm Bình Minh và xóm Bình Ca. Thế tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì được tỉnh huyện quan tâm, thế tiếp tục đầu tư về địa bàn xã và đặc biệt là hai xóm, thì mô hình đào của Minh Lập thì càng được phát triển và mang lại lợi ích và đời sống nhân dân của hai xóm Bình Minh và Bình Ca được cải thiện rất cao. Do vậy thì năm tới đây thì địa phương cũng tiếp tục mở rộng các cái mô hình và các quy hoạch các cái diện tích đất, và đặc biệt thì chuẩn bị cho đón xuân mới thì cơ bản thì bà con trong cái thời gian đoạn này thì cũng đang chuẩn bị tuốt lá để chăm bón thêm để nở hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Okay, so how is the suitability of the environment for this peach tree? Like for example, the soil, the water, and also the climate. Với thổ nhưỡng địa bàn đất xã Minh Lập thì nói chung và hai xóm nói riêng thì cơ bản là cái đất nó phù hợp với cây đào. Thế thì trong quá trình để chăm sóc để cho cây đào nó hình thành một cái đào cảnh mà ra hoa kịp thời thì cũng được tỉnh, được huyện cho các hai xóm bà con nhân dân đi tham quan, mà đặc biệt là mở nhiều lớp tập huấn ở trên địa bàn xã và huyện thì để bà con có kinh nghiệm để chăm sóc cây đào cho tốt nhất. Cơ bản đến nay thì được bà con được tập huấn và thành lập tổ hợp tác xã liên kết hợp tác xã hoa đào xóm Bình Minh. Thế do vậy thì cả bà con nhân dân trên địa bàn thì đã nắm được tập huấn và nắm khá chắc về cái kinh nghiệm, cái cách thức chăm bón và chăm sóc cây đào. Okay, and for my third question is, as the new year is coming and it's been over a year, almost over been a year, how would you rate the peach tree of this year? How would you rate the products that it produce? Thì cái số lượng hoa đào trên địa bàn xã thì có khoảng 9 ha. Thế tuy nhiên thì bình quân hàng năm thì sẽ đạt khoảng tầm 40 đến 50 triệu trên một sào. Nhưng mà tuy nhiên năm nay thì tình hình dịch bệnh Covid-19 giảm nhiều. Độ ảnh hưởng hàng năm thì nó cao, nhưng tuy nhiên thì với năm nay thì khả năng cao là thu nhập của người xóm, cái số lượng đào của người dân rất nhiều nên là sẽ mang lại thu nhập cao cho bà con nhân dân trên địa bàn hai xóm. How do you plan on promoting and expanding the peach tree industry in this commune or in this area? Trong thời gian tới tiếp theo thì địa phương thì cũng có kế hoạch để tiếp tục mở rộng các cái khu vực để quy hoạch cho thành một vùng đào cho nó vĩ mô hơn. Hiện nay thì trên địa bàn đã có 9 ha rồi, nhưng tuy nhiên thì tiếp tục phát triển. Vừa qua xã tiếp tục đề nghị huyện để tỉnh là tiếp tục quan tâm Minh Lập để đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân trong vùng đào để phát triển cây đào nó tốt hơn. Thank you for giving me such wonderful information about your commune and how it's very progressive and the different landscape that it shows, the beauty and the progress that you give to the people. So thank you. Joe Makaida đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ. Chứng kiến sự khang trang của đường làng ngõ xóm, sự sung túc trong cuộc sống của bà con nhân dân khiến anh cảm thấy rất vui. Mong rằng Minh Lập sẽ vững vàng tiến bước để phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu như mục tiêu đã đề ra.